Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trên kênh Get Start TV. Hôm nay thì cũng có một vài cái thông tin, nhưng cái thông tin này liên quan đến câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng và liên quan đến một số điều mà Get Start TV của cô chú anh chị và các bạn có thể sẽ rất là thắc mắc. Tại sao lại thắc mắc ở đây thì có lẽ là chúng ta cần đọc cái này một lát. Chúng ta đọc rồi chúng ta phân tích thì chúng ta sẽ thấy là cái được và cái lợi nó như thế nào. Ngay sau khi bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt, bản thân chị Hằng khi đó thì cái câu chuyện ở xung quanh và cái câu chuyện mà chúng ta quan tâm nhất đến là vấn đề luật sư ở quốc tế. Vấn đề ở đây là luật sư quốc tế và câu chuyện hai quốc tịch của chị Hằng. Đã có rất nhiều người, đã có rất nhiều kênh YouTube chia sẻ, đã có rất nhiều anh em tham gia vào vấn đề này rồi. Nhưng sau một thời gian thì Estam TV giờ đây lại thấy một số bài báo, đặc biệt là một số bài báo đã quay lại phân tích. Thì chúng ta thử xem là họ phân tích những cái vấn đề này là như thế nào và những cái vấn đề này thực hư ra làm sao. Tại sao họ lại không nói về câu chuyện của Hoàng Yên mà lại nói câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng, và cái lợi, cái được và cái chưa được như thế nào thì chúng ta sẽ cùng phân tích một cách công bằng và để đánh giá xem nó ra làm sao ha. Đây, trên cái trang Việt Giải Trí này, không biết là cái kênh này, cái trang báo này uy tín đến đâu thì Estam TV không biết. Thế nhưng mà chúng ta cùng đọc qua một chút thì chúng ta sẽ thấy ra họ ghi là bà Nguyễn Phương Hằng mang song tịch có ảnh hưởng đến kết quả điều tra của vụ án hay không. Đó, kết quả điều tra nhé, chứ không phải là sẽ có cái như thế nào đó. Thì chúng ta quan tâm ở đây là cái bài báo này, kết quả điều tra của vụ án. Bà Phương Hằng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Đó là cái điều 331 mà họ nhắm đến là đúng. Song tịch có ảnh hưởng đến kết quả điều tra của vụ án hay không? Trong quá trình điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã xác định có nhiều người giúp sức hỗ trợ bà Nguyễn Phương Hằng trong việc lên kịch bản, chuẩn bị nội dung, quản trị 12 kênh trên mạng xã hội, chuẩn bị trang thiết bị kỹ thuật cho bị can này. Trong các lần livestream không đúng sự thật, vu khống xúc phạm đời tư cá nhân nhiều người, trong đó có ca sĩ Bông Lan Trứng Muối. Thế tôi phải nói ở đây một điều là như thế này, chưa chắc những cái điều mà bà Hằng nói là không đúng sự thật. Có những điều ở trong đó là có những cái căn bản và có rất nhiều điều ở trong đó là có lý. Tôi nghĩ ở trong đó có rất nhiều câu chuyện là có lý liên quan đến thần y. Và khi họ nói cái điều này thì Estam TV hiểu rằng là ở đây thì chúng ta nhiều khi là chúng ta không công nhận những cái điều mà chị ấy nói. Tôi phải nói rằng là có một số các anh chị viết những bài báo này thì chưa chắc nha. Đọc đến đâu thì chúng ta sẽ cùng phân tích đến đó. Quan trọng nhất là chúng ta thấy cái nào chưa được hay cái nào đó nó cần công bằng cho người ta thì chúng ta cần phải nói. Rõ ràng nếu câu chuyện mà Hằng bá nói nếu không đúng sự thật thì đã không có cái nghị định 93 ra đời. Tức là ở đây phải có rất nhiều cái vấn đề trong cái câu chuyện đó, trong cái điều kiện hoàn cảnh lịch sử khi bà Hằng bá nói ra ha. Rõ ràng ha. Đến nay cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục lấy lời khai, điều tra mở rộng để xem xét có hay không vai trò đồng phạm của một số cá nhân và chủ kênh YouTube Đặng Anh Quân, Nguyễn Đình Kim, Hà Lê, Hoàng Nhi, Anh Nông Dân, Điền Võ Vlog. Cái câu chuyện này thì chúng ta cũng đã nghe những anh em chị em chia sẻ, bản thân thầy Đặng Anh Quân, Anh Nông Dân hay tất cả những người liên quan trong câu chuyện đều được cơ quan chức năng mời làm việc. Nhưng đến nay tại sao họ không bị bắt giam? Nếu là đồng phạm phải bị bắt giam ha, mà đôi khi có thể là tội nhẹ thì có thể không bắt giam. Nhưng điều quan trọng nhất là cơ quan chức năng chưa có cái thông báo gì cả, mà giống như là các anh các chị biết lên ở đây, tôi cứ cảm giác là như khán giả đọc sẽ có cái nào đó liên tưởng họ là đồng phạm và đã có tội rồi. Tôi chỉ cảm thấy như vậy thôi. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang xác minh làm rõ hành vi vu khống làm nhục người khác của bà Nguyễn Phương Hằng theo đơn tố cáo của bà Đặng Thị Hàn Ni. Bà Đặng Thị Hàn Ni thì đã đạt nút bạc rồi, đạt nút bạc và đã ăn mừng rồi. Xin chúc mừng Hàn Ni ha. Xin chúc mừng chị về cái nút bạc. Cái nút bạc đó thì nó mang lại cho chị rất là nhiều điều và chị cũng đã ăn mừng. Còn tôi thì tôi chẳng ăn mừng nút bạc bao giờ cả. Tôi chỉ cảm thấy là tôi phải cảm ơn khán giả về những gì mà tôi có và tôi đã đạt được. Thế thôi, tôi chỉ có thể cảm ơn thôi chứ tôi không thể ăn mừng.
Và tôi qua đây thì tôi cũng xin chúc mừng nhà báo Đặng Thị Hàn Ni đã đạt được 100.000 subscribe, rất là oai, nút bạc đấy, nút bạc đó. Liên quan đến việc điều tra xử lý bà Nguyễn Phương Hằng, hiện cơ quan chức năng cũng đang xác minh lý lịch tư pháp đối với bà. Theo đó, bị can đó họ biết luôn là bị can nha, bị can Nguyễn Phương Hằng sinh ngày này kia mang tên Nguyễn Thị Thanh Tuyền, đó là họ biết như vậy. Ngoài ra, bà Nguyễn Phương Hằng đang có hai quốc tịch là Việt Nam và Cộng hòa Séc, Cộng hòa đảo Síp. Việc bà Nguyễn Phương Hằng mang hai quốc tịch, trong đó có quốc tịch ở nước ngoài, có ảnh hưởng đến quy trình tố tụng hay kết quả điều tra vụ án hay không? Luật sư Bùi Quang Nghiêm cho biết, trước tiên theo điều 3 của luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định bộ luật hình sự có hiệu lực đối với mọi hoạt động tố tụng trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo luật sư, điều 3 cũng quy định hoạt động tố tụng hình sự đối với người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tiến hành theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, hoặc theo nguyên tắc có đi có lại. Trường hợp người nước ngoài thuộc đối tượng hưởng quyền miễn trừ ngoại giao hoặc lãnh sự theo pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc tập quán quốc tế thì được giải quyết theo quy định của điều ước quốc tế hoặc tập quán quốc tế đó. Trường hợp điều ước quốc tế không có trong quy định hoặc không có trong tập quán quốc tế thì được giải quyết bằng con đường ngoại giao. Ở đây là video mà Ftam TV nhớ là đã phân tích cho cô chú anh chị và khán giả một video rồi. Như vậy, theo quy định nêu trên, người có hai quốc tịch mà thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam đến mức xử lý hình sự thì sẽ căn cứ vào quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam để xử lý. Luật sư Bùi Quang Nghiêm nhấn mạnh đây là cái mà Ftam TV đã cùng phân tích với cô chú anh chị và các bạn. Thì chúng ta bắt buộc phải chờ cái kết luận của cơ quan chức năng về vụ án này, không còn nghi ngờ gì nữa cả. Đây là những cái mà các luật sư đã nói, những cái mà chủ đích mà Ftam TV muốn nói ở đây, đó là nếu như có câu chuyện luật sư quốc tế vào làm việc thì khả năng cũng sẽ rất là khó, bởi vì ở đây cơ quan chức năng đã kết luận và đã có cái điều tra đối với chị Hằng, và quan trọng nhất là câu chuyện xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam, và Việt Nam thì không có thỏa thuận dẫn độ đối với đảo Síp, hình như là như vậy, rõ ràng hình như là như vậy đó, đến 90% là như vậy. Sau khi thông tin bà Phương Hằng có quốc tịch Cộng hòa Síp, nhiều bạn đọc thắc mắc liệu bà có bị dẫn độ về Cộng hòa Síp hay không, nhưng mà Ftam TV đọc là liệu bị can này có bị dẫn độ về Cộng hòa Síp hay không để xử lý hay không. Họ ghi là bị can, còn Ftam TV đọc là bà Nguyễn Phương Hằng. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, phó chủ nhiệm đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, theo quy định tại điều 32 tương trợ tư pháp 2007, dẫn độ là một nước chuyển giao cho nước khác người có hành vi vi phạm hoặc bị kết án hình sự đang có mặt trên lãnh thổ nước mình để nước được chuyển giao truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc thi hành án đối với người đó. Luật sư Hậu cũng phân tích, nếu quốc gia của công dân phạm tội có văn bản yêu cầu dẫn độ người nước ngoài về nước xử lý thì tùy từng tình huống cụ thể, cơ quan thẩm quyền tại Việt Nam có thể đồng ý hoặc không đồng ý dẫn độ. Như vậy, người nước ngoài phạm tội tại Việt Nam có thể bị dẫn độ về nước xử lý, tuy nhiên không phải trong mọi trường hợp đều có thể bị dẫn độ. Cụ thể, tại khoản 1, điều 35, luật tương trợ tư pháp quy định cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền của Việt Nam từ chối dẫn độ nếu yêu cầu dẫn độ thuộc một trong các trường hợp người bị yêu cầu dẫn độ là công dân Việt Nam. Theo quy định của pháp luật Việt Nam thì người yêu cầu dẫn độ không thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành hình phạt do đã hết thời hiệu hoặc có những lý do hợp pháp khác. Người bị yêu cầu dẫn độ để truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị tòa án Việt Nam kết tội bằng bản án đã có hiệu lực. Nói chung là cái này nó rất là dài và nó có rất nhiều cái khác nhau, nhưng ở đây Ftam TV muốn nhấn mạnh với cô chú anh chị và các bạn, trong cái câu chuyện này, trong cái vấn đề này thì bản thân chị Hằng và câu chuyện của chị Hằng ở đây mục đích là những bài báo này mang ra mổ xẻ thôi, chứ còn để có một cái kết luận cuối cùng
thì chúng ta sẽ dựa vào cơ quan chức năng. Còn nội dung trong cái video là họ muốn nhấn mạnh rằng là chị Hằng có hai quốc tịch thì có ảnh hưởng đến cái câu chuyện là kết quả điều tra của vụ án hay không. Thì FTV cũng nói với cô chú chị và các bạn, dù là người nước ngoài hay người Việt Nam phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam, khi đã bị điều tra thì khi đã có kết luận của cơ quan điều tra thì có lẽ là sẽ không ảnh hưởng đến cái kết quả điều tra của vụ án. Còn đối với cái tương trợ tư pháp, nếu như có thì mới có thể thực hiện được, và không có thì bắt buộc chắc chắn chị Hằng sẽ chịu theo cái mức án và cái quy định của Việt Nam, chứ không có chuyện là chịu theo mức án của nước nào đó. Còn câu chuyện ở đây, để Tam TV thấy cái những cái trang báo này bây giờ là lật lại moi đi moi lại, nhưng cái được là ở đây đấy, Tam TV nghĩ rằng là cơ quan chức năng sẽ điều tra nhanh hơn trong một thời gian ngắn để xem là ai có liên quan. Nhưng mà Tam TV nghĩ rằng cô chú anh chị và các bạn cũng chẳng khó để đoán, bản thân chị Hằng là luôn là công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tôi, đúng không, một mình tao đó. Thế sau này thì câu chuyện diễn biến như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ chờ kết luận của cơ quan chức năng. Còn một số trang báo, một số bài báo đặt cái tiêu đề hay là viết theo kiểu đó thì cũng không có nghĩa lý gì cả, không ảnh hưởng gì cả. Quan trọng nhất ở đây là cái kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng, và chúng ta cũng sẽ chờ sớm thôi vụ án sẽ được đưa ra xét xử để cho mọi người có cái nhìn và có những cái gì đó để cho bên phía chị Hằng. Còn đối với Tam TV nghĩ rằng là câu chuyện mà mọi người nói rằng là luật sư quốc tế có thể vào can thiệp hay không thì Tam TV nghĩ rằng thời điểm này rất là khó đoán, và đến 80%, 90% là vụ án của chị Hằng sẽ chỉ có luật sư ở Việt Nam tham gia tố tụng và bào chữa cho chị ấy, chứ không có luật sư quốc tế. Luôn cảm ơn tất cả của chú anh chị và các bạn đã luôn ủng hộ, hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ cho những mặt hàng của Tam TV đang bán. Chúc cho cô chú anh chị và các bạn luôn sức khỏe bình an, và chúng ta cũng hãy yên tâm về tất cả những cái thông tin liên quan đến chị Hằng. Dù có thế nào đi chăng nữa thì Tam TV cũng sẽ luôn cập nhật những cái thông tin mới nhất và có một cái nhìn rõ ràng, công tâm nhất để cho cô chú anh chị và các bạn được thấy. Cảm ơn tất cả mọi người.